chuyến đi 2 ngày 1 đêm dù không dài nhưng cũng đủ để cha và con tiến lại gần nhau. Và ngày hôm nay lại một cặp cha con mới nữa đến với hành trình cha con hợp sức. Hành trình 2 ngày 1 đêm lần đầu tiên không có mẹ của cha và con sẽ có những kỷ niệm gì? Những người cha còn vụng về trong việc chăm sóc con gái sẽ phải vượt qua khó khăn gì? Hai cô con gái nhỏ bỡ ngỡ với cuộc sống thôn quê sẽ có những trải nghiệm đặc biệt nào với hành trình cha con hợp sức tại Long An? Khánh Trân ơi, chào mừng hai cha con đến với chương trình cha con hợp sức. Chào mừng hai cha con đến với chương trình cha con hợp sức. Hãy chuẩn bị tư trang và chuẩn táo đi gặp bác phụ của mình. Để cùng nhau bắt đầu hành trình 48 giờ xa mẹ tại Long An. Rồi. Chương trình cha con hợp sức. Hai cha con đã đến với chương trình cha con hợp sức. Hãy chuẩn bị tư trang thật chu đáo để gặp lại, gặp đối thủ của mình và cùng nhau bắt đầu hành trình 48 giờ xa mẹ tại tỉnh Long An. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Cố gắng không khóc nhè nghe không? Dạ. Chu hay khóc nhè lắm. Để ăn đi. Hay vô ăn không? Ăn đây không? Ăn đây. Cái này là cay đó nghe. Cay màu gì? Yellow. Cái này gì? Không, cái này là cái trái gì? Cái gì? Gì? Cái gì? Yellow. Bà đi nghe, đêm nay ba không có về đó, ở nhà với mẹ ngoan nghe. Nghe không? Hứa không? Uy tín không? Có giữ lời không? Dạ không, héo tay. Đi hai với ba đi á. Chắc, mẹ ngoan nghe. Rồi, không hai nữa kìa. Đợi gì, con có đi đâu mà đợi. Ở nhà với mẹ, vô ở nhà mẹ ngoan nha. À, ông ghét ai? Em chào hai. Đây, bye bye. Bye bye. Dạ. Bye bye. Hai kiểu ở nhà dạ. Đi, đợi theo gì. Thôi, ở nhà đi, mai ba về. Bye bye. Giờ đi chơi kìa. Đây, đi xe nè. Bỏ chạy. Đó, cho đồ chơi của con vào trong đó. À, bỏ ở đây cha, muốn bỏ bớt bớt ở đây cho con nhé. Rồi, ok. Đũa là đũa muỗng à. 1 2 3. Rồi con đũa cho. Dạ, Su cầm một tay, Su cầm kéo nè. Rồi, bye bye hai bố con nha. Dạ. Phải mạnh dạn lên nha. Dạ. Được chưa? Cố gắng lên nha, dê cái cạnh. Yeah. Dạ. Con chào mẹ con đây, em chào hàng con em đây.
chờ hai bạn. Hai gái. Qua đây. Vui quá. Cái đó thủ bên kia nhẹ kiếp. Thấy bạn kia không? Thấy bạn ấy chưa sao? Bón. Dạ, xin chào anh. Xin chào Nguyễn Tết Cường. Của một mình Anh Long, chào con. Rồi, chào con. Con giới thiệu đi. Con tên gì? Dạ, con tên Khánh Trần. Con giới thiệu bạn. Mình tên là bạn Nguyễn Ngọc Bảo Châu. Bạn học lớp mấy? Mình học lớp 1-3. Đã là người ta đến lớp 1 và chào bạn con. Mình học lớp mấy? Mình học lớp 4-5. Đã bao giờ Bảo Châu được đến những nơi như này chưa? Dạ chưa. Khánh Trân thì sao? Dạ con cũng mới tới đây lần đầu tiên. Hy vọng là hôm nay chúng ta đến đây chúng ta sẽ có thật nhiều trải nghiệm về các công việc đồng áng, về cuộc sống ở thôn quê. Rồi rồi, mang giày vào thôi. Mang giày vào thôi chứ rồi chứ. Nắng quá. Máy rồi. Thôi lấy cái nón được. Thôi được rồi anh. Này. Cái bé đi. Này cho nó. Cho hai ông bố đèn xì luôn. Không tiếc luôn. Bảo Châu xong chưa? Con gì đấy? Cái gì mà chị chưa? Nhà chị con vịt. Chị sẽ là con vịt, mẹ là con vịt đúng không? Trả lời mau. Trong thời gian 60 phút, hai cha con hãy đạp xe di chuyển và thực hiện 4 nhiệm vụ liên hoàn theo gợi ý của chương trình. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ được nhận một gói hàng. Có đủ 4 gói, hai cha con sẽ nhận được thông tin đích đến. Trong thời gian quy định, mỗi nhiệm vụ hoàn tất cộng 1 điểm. Đội nào về đích sớm cộng 1 điểm. Bây giờ xin mời hai cha vào vị trí. Hai hai bốn ấp Bầu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An. 60 phút cho nhiệm vụ đầu tiên. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu đi. Mời lên ba, mẹ lên. Từ. Hai bốn. Ông hai lên đâu rồi? Hãy phơi hết số thóc trong bao để nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Trong bao để nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Rồi. Đây, đi ra đây phơi luôn. Có lên bao. Đây. Có lên nè. Một ba. Có lên. Bỏ lên ba. Bông. Bỏ lên. Bỏ Châu đâu, Bỏ Châu lấy bậc cào đi bố Cường. Bậc cào kia. Lấy bố Cường. Đây nè. Đây nè. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Bắt con lên. Bỏ Châu dùng tay. Rồi, Bỏ Châu đâu, đọc ông để lấy nhiệm vụ tiếp theo. Con nhận sữa. Con nhận sữa. Dạ ba. Cảm ơn ông. Đọc nhiệm vụ. Ông ơi, như vậy được chưa ông? Trong xã Hòa Phú, Đông Hòa, Cũng An. Ông ơi, như vậy được chưa? Cảm ơn ông ạ. Đi. Đây. 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 Từ từ. Dòng ngang, xã Hòa Khánh Đông.
anh cho em hỏi thăm cái cái nhà cô Lan đâu? Áp lòng nghe nó chứ. Là quay lại nhà bà Lan hả? Ở ngược lại chứ. Áp dòng ngang là chỗ đó hả chứ? Lên là nhà cô Lan hả? Bố mình phải đi. Để bố hỏi bác này. Chào em vui lòng cho hỏi địa chỉ này. Cho hỏi thăm nhà chú Lê Trấn Hải ở ấp Rồng Ngang, xã Hòa Khánh này. Lê Trấn Hải. Dạ. Bác, ông Lê Trấn Hải là ở đâu? Biết không? Bên đây ạ. Các bác biết cái bên đây phải không ạ? Dạ, chú cứ việc chú đi cái đường. Đường ạ. Chú hỏi ông Ba Làm là sao chị? Ba Làm ạ. Dạ, ở xứ này ổng địa danh đúng chơi Ba Làm. Ba Làm ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều nhé. Cảm ơn nhiều. Tóc bỏ rồi á. Cố lên. Chào chị. Chị vui lòng cho hỏi nhà ông Ba Làm ở gần đây không ạ? Dạ. Nhà ông Ba Làm á? Có phải nuôi bò, có miếng bò phải không? Dạ phải. Đã, cảm ơn nhiều. Rồi. Vậy là coi số mấy con bò này đúng rồi. Nhanh lên. Chưa đến điểm. Chết bò không? Sao bác? Cái này mà lạc đường nữa là quốc lại phát nữa là phê đó. À, cô cho con hỏi ấp Dầm Ngang là ở đâu cô? Còn nhà cô Lan đâu cô? Nhà cô Nguyễn Thị Lan á cô. À, ở bên trong rồi, xe ở đây Dầm Ngang hả? Dạ dạ. Rồi chết. Gì chết mồ. Trời ơi là trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Chết tôi. Vậy chắc phải hỏi người dân địa phương quá. Hỏi người dân địa phương chắc chắn. Đúng nhà không ba? Đúng rồi. Hai cha con kia đâu? Cô Lan ơi. Ủa đâu phải không? Cái này 323 mà. Không phải. Con nói rồi ba không nghe. Phải đây hả? Có phải cô Lan không cô? Ở nhà cô Lan ở đâu bác? Dạ. Ở thẳng vô đây hả bác? Bảy ơi, vô. Nhà số 338 à. Đẩy vô hả? Ở trong đó ha. Thấy đường ghê. Cô ơi, phải nhà cô Lan không cô? Trời ơi, con kiếm nhà cô. Yeah, yeah. Con đạp tôi về đổ mồ hôi luôn. Nè, để anh xe đi con. Con đọc đi. Hai cho con hãy tới hai lốn đạo để nhận gì cô đây. Cái hộ đâu con? À, chậu. Rồi, để có hỏi xem phải người nhà cô Ngân Lan không? Rồi, con xuống đi, cô có hỏi thăm coi. Để hỏi thăm, có không có ai rồi, nhà khóa cửa. Ồ, nhà không có ai rồi. Chắc nhà ở dưới kia rồi, bưng lên cho bố đi.
Xe này nó trục trặc rồi. Tới với ba vậy nè. Nè, tới vậy nè. Quen hai lố này luôn hả ba? Con tới hướng đó đi, ba tới hướng này. Tôi tới hết rồi thôi. Con tới giống ba vậy đó. Đổ hết vô cho mấy bụi cây cho tốt con. Con đi về quê người ta trồng cây người ta tưới gì đó. Con thấy nó mệt không? Chị mong hai cha con á, sau cái chuyến đi này thì có những cái trải nghiệm cho bé về cái cuộc sống ở vùng quê và cho bé có những kỷ niệm về giờ con vô con thương con nhận nhiệm vụ đi. Đây con đi chú, em đi vậy. Con đọc nhiệm vụ đi, giờ đi lẹ. Dạ. Đem đâu? Giờ đem lên lẹ. Anh Lê Minh Cảnh, 369 ấp Đồng Ngang. Rồi vô lẹ. Ấp Bình Ngang hả? Ấp Đồng Ngang cùng ấp này luôn. Tước hai luống đầu để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Tước hai luống đầu. Từ từ để bố cho chưa. Tước xui chạy mau lên. Tước đi. Rồi. Rồi đi chạy nhanh lên. Xu đâu đi về đây. Chạy nhanh. Rồi, cảm ơn. Để con cầm ấy. Coi xem cái địa chỉ xếp tiếp theo. Cái địa chỉ anh Lê Minh Cảnh gần đây không ạ? À? Đi thẳng xuống đây ạ. Quên bên tay phải luôn ạ. Con chào bà, con chào ông. Con chào bà. Con chào ông, cảm ơn ông bà nhiều. Rồi, đổi xe, xe bị hư rồi. Phải nhà cô chú Cảnh không cô? Nhà chú Cảnh hả? Dạ. Dạ con đưa bác đi. Dạ, con đọc đi. Lẹ lên đi tiếp. Hãy cho con hãy sàng gạo thật sạch để không bị lẫn thứ gì khác. Rồi. Mẹ con sàng với ba nè. Cái sàng gạo này nè. Tức là cái hộp nhỏ nó lộ. Rồi, nó lắc qua lắc lại này nè. Rồi. Giờ xong chưa con đổ vỏ ra ngoài. Nó lắc nó giờ. Ủa phải phải đây rồi. Con hỏi phải nhà bác Lê Đình Cảnh không? Trong này luôn ạ. Dạ cảm ơn. Cũng tới rồi. Đây, cho con hỏi nhà bác Cảnh phải không ạ? Rồi, con xuống đây con. Cảm ơn này này. Con chào bà, con chào bà. Này con cảm ơn bà. Đây, nó đổ mà. Sàng gạo, không đưa vô sàng chưa? Đây, bà. Em ơi. Con cầm này cho bố. Đổ gạo rồi. Thì con đổ với bà, đổ đâu nè, khỏi ra nè. Thỏi đi, đổ với bà. Con đưa sàng đi. Gạo nó rơi xuống dưới. Rồi cái chấu nó nằm bên trên, đúng không? Đấy, con xoay đi. Rồi, giỏi lắm. Rồi. Ừ. Nè, con mấy được chưa? Đấy, con thấy chưa? Nó không quá. Rồi được rồi, con phải nói đi. Rồi con nhìn xem con cái hạt gạo nó xuống hết, còn hạt thóc của con đổ ra ngoài. Rồi hạt lúa con đổ ra ngoài. Rồi đổ ngoài. Thôi, rồi đổ ra ngoài đi. Hạt lúa nó không quá. Dạ, nó dạ. Ôi dồi, tôi hỏi xem được chưa? Dạ, vậy được không? Tạm thời đi. Rồi. Hôm nay được chưa cô ơi? Đi. Còn dơ lắm. Còn dơ lắm hả? À? Phải dơ thôi.
Rồi chút xíu nữa đi, chút xíu nữa. Con cảm ơn bác nha. Rồi chút xíu nữa. Nào, nào, nhanh nhanh. Này cầm. Để em đây. Thôi. Là đó là lâu quá không có biết cái đó. Xà ngoài nó còn thóc thóc với chấu nó còn nhiều. Dạ được rồi. Dạ con cảm ơn. Bà cho con hỏi là bà Hai Lặn này gần đây không ạ? Gần dưới này chút. À, đi xuống dưới ạ? Ngay điểm. Con cảm ơn bà khoanh tay chào bà. Cho con hỏi nhà bà Hai Cần ở đâu ạ? Con hỏi thăm nhà bà Hai Cần ở đâu ạ? Ở đâu? Bà Hai Cần đâu? Nhà đâu ạ? Nhà đằng đó phải không ạ? Ông Dơm đấy phải không ạ? Dạ, chú Dơm đây rồi. Mấy con biết nhà chú Hải không? Nhà chú Hải có phải nhà nuôi bò đâu? À đây đây nhà nuôi bò sữa. Chào bác. Giỏi. Bác Hải phải không bác? À đúng rồi con. Đi đằng kia luôn. Này con đọc đi. Bò sữa đang đói, hai cha con Hải pha thức ăn và cho bò ăn. Rồi. Mẹ con giúp sau cám này. Giờ con đi lại con xúc, kia đi. Bao nhiêu này? Con xúc đầy đó. Lẹ lên. Làm thì chậm mà hối ba, làm nhanh lên. Nè kéo đầu mới tụng lại nhau. À, đổ vô cái hộp nào anh? Đó, hộp lớn được không? Đó, giờ bò nó ăn rồi thấy không? Ở đây con. Cho con là tới đây không chú? Bác cho con hỏi là đây có phải nhà ông ba làm không ạ? Dạ cho con bò sữa đang đói, hai cha con hãy pha thức ăn và cho bò ăn nhé. Thế tay quấy lên. Mày muốn ạ? Mấy cái à? Rồi. Rồi. Lê Nguyễn Thị Lan, 338 Ấp Rồng Ngang. Hai cha con mang 4 gói hàng đến nhà bà Hai Cặn, 331 Ấp Rồng Ngang, xã Hòa Khánh Đông. Đường này nè, chạy vô nhà đó đó. Nhà bên đó hả? Nhà này, nhà gói đó. Giờ em chào anh em đi nha. Trời ơi. Trời ơi. Nhà bà Hai Cận nữa rồi. Con chào bà. Dạ. Ăn về nhì, ăn về nhì. Chào chị. Nhanh quá vậy. Nè. Cái này thưa bác. Bảo Châu con có mấy gói quà nào? Rồi. Như vậy là đội của Bảo Châu và Ba Cường đã có được 4 gói quà, chúng ta có 4 điểm. Xin chúc mừng. Đội của Khánh Trân và Ba Hoàng Long cũng có được 4 gói quà, đúng không ạ? Đây là đây chứ. Như vậy là đội của Ba Long và bé Trân cũng ghi được 4 điểm. Xin chúc mừng. Bảo Châu và Ba Cường có nhanh hơn một chút xíu, cho nên là đã về được đến đích để gặp bà Hai Cặn trước và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Như vậy là được thưởng thêm 1 điểm. Xin chúc mừng. Bà Châu và Ba Cường được 5 điểm, Khánh Trân và Ba Long được 4 điểm. Xin chúc mừng. Khởi động hành trình khá suôn sẻ cho cả hai cặp cha con. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là bắt đầu. Trong những thử thách tiếp theo, liệu hai cô con gái sẽ trở thành trợ thủ đắc lực, hỗ trợ bà như thế nào đây? Và những kỷ niệm nào sẽ đến với hai cha con trong hành trình đặc biệt không có mẹ này? Tất cả sẽ có trong tập Cha Con Hợp Sức phát sóng vào 16:30 thứ bảy tuần sau.